tận hưởng một buổi tối bình yên phải không? À, đã đến lúc chìm vào thế giới của sách rồi. Để xem nào, đến đâu rồi ý nhỉ? Wow, Emily dễ ngủ thật đấy. Thật là yên bình. Ôi không, cậu sẽ làm gì với cô ấy vậy Olivia? Những kẻ thích đùa đều biết rằng cơ hội tuyệt vời sẽ đến khi đứa bạn đi ngủ. Hãy thử trò này xem sao nhé. Ôi trời, may quá, cậu ấy ngủ say thật. Tớ sẽ từ từ lấy điện thoại của cậu, nhẹ nhàng thôi. Tuyệt. Giờ thì nhanh ra khỏi đó thôi cô gái. Được rồi, để xem chúng ta sẽ trêu Emily như thế nào nhỉ. Nếu có được điện thoại của bạn bè, hãy nhanh chóng tìm ảnh nền với kính bị vỡ. À ha, tìm ra rồi. Giờ thì vào phần cài đặt rồi chọn ảnh này làm hình nền cho cả home và lock screen nhé. Được rồi, đã đến lúc xem trò đùa tuyệt vời này diễn ra. Hãy đứng dậy và dậm chân thật mạnh nào. Ôi không, Emily, điện thoại của cậu, nó vỡ rồi. Cái gì? Tớ vừa mới mua nó mà. Rất tiếc, nó hỏng nặng thật đấy. Này Emily đừng khóc. Có thể là nó không tệ như cậu nghĩ đâu, thấy chưa? Vâng, cô ấy đã lừa được cậu Emily. Xem thử Hannah có bị sập bẫy không nhé. Sao Olivia lại nhắn tin cho mình? Đi nào. Quỳ úp mặt vào tường đi. Bắt điện thoại bằng đầu của cậu nào. Sẵn sàng. 2, 3. Cậu vừa tự đập đầu chả vì cái gì hết đó. Hannah? Trò đùa của cậu hơi quá đà rồi đấy Olivia. Trời ơi! Cậu còn sống không Hannah? Chỉ một cách mới biết được. Cậu ấy còn sống. Chạy ngay đi. Trò chơi khăm tiếp theo này cực đơn giản, chỉ cần một chút chuẩn bị thôi. Trên một mảnh thủy tinh, giống như cái trong khung hình này, hãy ngồi ngoàng đổ keo lên nó. Đừng lo lắng, bạn không cần phải làm hoàn hảo. Và đừng quên đổ keo vào tất cả các lỗ, bạn cần có một mảnh keo đặc đấy. Đẹp quá! Bây giờ thật chậm rãi bóc lớp keo ra khỏi bề mặt kính. Khi nó tách ra sẽ trông giống như thế này. Ôi, trông giống như một loại gel ngoài hành tinh hay gì đó. Được rồi, sau đây là phần thú vị. Trong khi bạn của bạn đang ở trong phòng tắm, hãy đặt miếng keo khô này ngay trên bàn phím máy tính của họ. Gập màn hình lại để họ không nhìn thấy nó ngay lập tức. Bước tiếp theo rất quan trọng đấy. Hãy đặt một ly sữa cạn đáy bên cạnh máy tính để trông như chiếc máy ấy bị đổ sữa lên. Đúng rồi. Haley, con mèo của cậu đã làm đổ ly sữa này khi cậu đi vắng à? Ôi không, làm ơn cho tớ biết nó không đổ vào máy tính đi. Trời ơi, tớ phải lau cái này. Hả? Chuyện gì thế này? Đợi một chút, đây chỉ là một vũng sữa giả. Và tại sao mình cảm thấy như Vicky đứng sau chuyện này nhỉ? Này, ngồi xe ra nào, tớ cũng muốn xem. Không, chúng là của tớ. Eo ơi, cậu keo kiệt quá đấy Lily. Hết rồi ư? Đừng có đụng vào đồ của tớ khi tớ đi đấy. An toàn chứ nhỉ? Lily nói không được đụng vào đồ ăn và cậu ấy không nói gì về đồ chơi cả phải không? Việc này sẽ dạy cho cậu ấy biết chia sẻ với bạn bè. Nhanh lên, cô ấy sắp trở lại rồi. Đến lúc đùa vui một chút rồi. Wow, cậu có thấy nó không? Ôi, mình phải ngừng ăn đường thôi. Ôi trời, lần này mình chắc chắn là đã thấy nó chuyển động. Đủ rồi, tôi sẽ đi khỏi đây. Cảm ơn vì đồ ăn nhé Lily. Trông thấy Smith có vẻ đang khó chịu rồi. Và có cách nào tốt hơn là dùng slide khi bạn phải dậy lúc mệt chứ? Ôi trời,
Thầy quên dây nối ngoài xe rồi, đợi thầy 3 phút nhé các em. Việc chờ đợi không khiến học sinh tỉnh táo được đâu. Ok, bắt được viên M&M này thì tớ sẽ cho cậu 5 đô. Có phải viên kẹo mới bật máy copy lên không? Ngờ ghê ta. Nhanh lên, copy mặt tớ đi, copy mặt tớ. Ôi trời, hơi quá đi mất, mặt tớ trông thật ngớ ngẩn. Này, thầy Smith thầy quên laptop kìa, hãy chọc thầy ấy với máy copy này đi. Coi chừng, mấy cô bé đang chán này có thể trở nên rất sáng tạo đấy. Chào thầy Smith. Thầy tìm thấy dây nối rồi, chỉ cần kết nối vào máy tính và chúng ta có thể bắt đầu sử dụng máy chiếu. Thật là lạ, sao không có gì thay đổi trên màn hình thế này, có phải tại chuột không? Thôi nào, cái thứ này bị làm sao vậy? Thôi xong, mình muốn ném cái thứ ngu ngốc này ra ngoài cửa sổ. Chờ đã, màn hình này là giả à? Đúng đấy, thầy mới bị lừa đấy thầy Smith. Tôi phải thừa nhận là trò này thông minh đấy, nhưng các em gặp rắc rối to rồi. Có vẻ là một buổi chiều thứ bảy bình thường tại nhà của Amy và Lana. Lana, bạn muốn tập thể dục với tôi không? Có cố gắng đấy Amy. Nhưng Lana đang chơi dở trận game và cô ấy chỉ còn một mạng nữa thôi. Thôi nào, kẻ địch đang trốn ở đâu rồi? Này Lana, bạn thích màu nào hơn? Màu đỏ hay màu xanh? Thôi đừng bận tâm. Cả làng đang phụ thuộc vào tôi mà thua thì nó sẽ nổ tung mất. Được rồi Lana, tôi sẽ cố gắng lôi bạn ra khỏi thứ đó thêm một lần nữa. Muốn đi chơi bóng rổ không? Amy, bạn không thấy tôi đang rất bận à? Hình như đã đến lúc đi lấy thêm một chút coca rồi. Vậy là bạn có thời gian để đi lấy coca, nhưng không có thời gian đi chơi với tôi sao? Có lẽ nếu trò chơi kết thúc, chúng ta sẽ không gặp vấn đề này nữa phải không? Và khi tôi có con chuột, tôi là người có quyền. Đối với trò chơi khăm này, bạn sẽ cần đổ đầy một tô lớn với bột thạch. Nhiều đó đủ rồi. Tiếp theo, đổ vào một ít nước nóng và hãy khuấy lên thật kỹ. Đảm bảo rằng các hàn đều đã tan ra. Khi mọi thứ đã xong, đến lúc lấy con chuột máy tính của Lana mà tôi vừa trộm. Đến giờ cho chuột tắm rồi. Khi nó ngập hoàn toàn, hãy để chiếc bát đó vào tủ lạnh trong vài giờ. Hẹn gặp lại nhé chuột nhỏ. Khi không có ai ở đấy thì hãy trở lại hiện trường. Khi úp bát lại, bạn nên lấy thạch ra chỉ bằng một thao tác nhanh gọn. Giờ thì thử đặt tay lên con chuột của bạn đi Lana. Cái gì thế này? Chuột của tôi đã mọc một loại da gì đó à? Ghê quá. Ôi, thật kinh tởm. Có lẽ lần sau bạn nên trò chuyện với Amy một lát. Amy ngốc nghếch ngốc nghếch. Khi bạn khóc thương con chuột xong thì cũng đi chơi một chút nhé. Ok, đưa đây nào. Em biết là không được dùng điện thoại trong giờ mà. Cái luật cấm điện thoại này thật tệ. Ôi, mong là màn hình không bị vỡ. Ôi không, màn hình vỡ tan rồi. Rất tiếc về điều này nhưng bạn sắp phải mua điện thoại mới thôi. Có vẻ tôi sẽ nhắn tin trong lớp với cái màn hình vỡ này. Nếu bạn muốn làm giả một màn hình bị vỡ, đơn giản hãy đặt thứ này lên điện thoại của bạn. Nhìn khá thật đấy chứ. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Gì cơ? Sao cậu vượt mặt được thầy Smith chứ? Ôi trời ơi, chúng tớ đã từng có những đêm dành cho hội chị em tuyệt nhất, cùng thức suốt đêm, kể cho nhau nghe những bí mật thầm kín nhất và ước mơ trở thành người nổi tiếng. Nhưng những ngày đó lâu lắm rồi. Này Olivia, cậu đang bỏ lỡ đêm của hội chị em đó. Thôi thì nghịch điện thoại cũng vui rồi. Xem cái này. Không có gì. Không biết cậu ấy có thể ngủ tiếp nếu bị dọa cắt tóc không nhỉ? Giấc ngủ yên bình sắp biến thành một cơn ác mộng rồi. Hả? Cậu cạo đầu tớ hả? Không ngờ được luôn đó.
Olivia, các cậu vẫn còn y nguyên mà. Bắp răng bơ không? Không có tâm trạng.